Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trong buổi sáng hôm nay. Hallelujah, chúng con ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Trời toàn tại, là Đức Chúa Trời toàn tri. Ngài là Chúa của các Chúa, là vua của muôn vua, là thần trên hết mọi thần, là Đức Chúa Trời trọn tốt, trọn lành vô cùng, là Đức Chúa Trời công bình, thánh sạch, là Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, đầy dạy lòng thương xót, chậm nóng giận mà hay tha thứ. Chúng con tạ ơn Chúa đã chọn lựa chúng con từ giữa thế gian này cho chúng con được sống lại từ giữa đám người chết. Và Ngài đã khiến chúng con trở nên một dân tuyển cho Ngài, một dòng dõi thánh cho Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, ở dưới bề chân của Ngài, chúng con hiệp ý với tất cả dân sự của Chúa trên hoàn vũ này. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời toàn tài, Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, chậm nóng giận và hay thương xót. Chúng con cảm ơn Chúa đã cứu vớt chúng con. Trước đây chúng con sống trong sự tối tăm, chúng con đã nếm đủ mọi sự cay đắng, những bệnh phù thủng, ung nhọt, lở loét, dịch hạch, những chứng bệnh hiểm hung mà loài người không thể chữa lành. Và chúng con gieo nhiều gặt ít, ăn mà không no, mặc mà không đủ ấm. Nhưng bởi lòng thương xót lớn lao của Ngài mà Ngài đã tìm và cứu vớt chúng con. Và khi chúng con được làm con của Ngài thì cảm ơn Chúa, Ngài đã tiêu trừ tất cả các bệnh hoạn giữa vòng gia đình chúng con, những bệnh phù thủng, ung nhọt, lở loét, dịch hạch, những chứng bệnh hiểm hung mà loài người không thể chữa lành. Chúa không giáng trên con, nhưng giáng trên những kẻ nào ghét chúng con. Và Chúa đã vùi giúp công việc con làm, chui cho việc chi con làm cũng thành mẫu. Chúng con không còn phải sinh con cái ra để gặp tai họa bất ngờ, mà tất cả con cái con được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái chúng con là rất lớn. Chúng con tạ ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay dưới bề chân của Ngài, gia đình chúng con cảm tạ Chúa vì đứng chúng con đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời nhân từ, yêu thương, một Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm ơn Chúa đã lấy lại chén xoàng ba từ tay chúng con không còn phải uống chén đó nữa. Nhưng cặn của chén thành nộ Ngài cá bắt những kẻ ghét con uống. Con cảm ơn Chúa đã làm cho kẻ lừa dối không đến nhà chúng con, kẻ ác không đứng trước mặt chúng con, cây gầy kẻ ác không có quyền trên sản nghiệp của chúng con, kẻ thù nghịch có hòa thuận với chúng con, kẻ ghét chúng con trở lại yêu thương chúng con. Và Chúa đã làm cho nhiều kẻ đến vay chúng con không vay ai cả. Chúa đã cho chúng con được trội hơn mọi dân trên đất, và Chúa đã làm cho chúng con được tôn cao ở dưới thế này, và mọi dân tộc trên đất đều công nhận chúng con là một gia đình có Đức Chúa Trời tể trị, có Đức Chúa Trời ban phước, và họ rất sợ khi nghe nói về chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã tiêu trừ tất cả các bệnh hoạn giữa phòng gia đình chúng con. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài đã lấy tình yêu thương lớn lao mà yêu thương chúng con. Ngài đã lấy sự nhân từ mà kéo con đến. Buổi sáng hôm nay gia đình chúng con ở dưới bề chân của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha vinh hiển, Ngài ban linh của sự khôn ngoan và khải thị cho chúng con để chúng con được nhận biết Ngài. Xin Chúa soi sáng con mắt hiểu biết của chúng con, hầu cho biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Sự giàu có cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Và biết quyền năng vô hạn của Ngài đối với chúng con có lòng tin là lớn dường nào. Y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực cùng mọi danh vang ra. Không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là đứng của sự đầy đủ gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ấy vì cớ đó mà chúng con quỳ gối trước mặt Cha. Bởi vì Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, chúng con cầu xin Ngài tùy sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài khiến chúng con được quyền phép bởi Thánh Linh mà thêm mạnh mẽ người về trong đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà người trong lòng chúng con, để chúng con khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu về rộng, về sâu, về cao của nó là thế nào, và được biết sự thương yêu của Đấng Christ là sự trổ ơn mà sự thông biết, hầu cho chúng con được đầy dạy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời về quyền lực cảm động trong chúng con. Là Chúa, chúng con cảm tạ Chúa bởi tình yêu thương lớn lao của Ngài. Ngài đã ban Chúa Giêsu cho chúng con. Chúa Giêsu ơi, vì chúng con có phần thịt và huyết nên chính Chúa Giêsu cũng dự phần như vậy. Nhờ bởi sự chết Ngài làm tiêu tan kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúa rất bỏ các quyền cai trị cùng thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp tọa tường như thiên hạ. Cùng vì lẽ đó nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất ở bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Và thải mọi lượng đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Còn chúng con là chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa nay chúng con học đòi theo thói quen đời này. Vương phục vô cầm quyền chúng không trung, tức là thần niệm năng vận hành trong con cái bội nghịch. Nhưng Đức Chúa Trời là đứng giàu lòng thương xót lớn vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài mà yêu thương chúng con.
Nên rằng khi chúng con chết cho tội mình thì Ngài làm cho chúng con đồng sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà chúng con được cứu. Ngài đã làm cho chúng con đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Jesus Christ. Trái lại trong mọi sự đó, chúng con nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần, vì chúng con chắc rằng bất kỳ sự sống, sự chết, các thiên sứ, các cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép về cao, về sâu hoặc một vật nào không thể phân rẽ chúng con khỏi sự thương yêu mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng con trong Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng con. Chúa đã ban cho chúng con quyền để giải đạp rắn vào cạp và mọi quyền cải nghịch dưới chân, không gì làm hại được chúng con. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời Cha của Đức Chúa Jesus Christ đã xuống phước cho chúng con đủ các thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cảm tạ Chúa, Đấng đã dẫn con từ nơi này sang nơi khác trong sự huấn luyện về sự đắc thắng của Ngài, để tán dương sự đắc thắng của Ngài trên kẻ thù của Đấng Christ. Cha ơi, vì cớ sự trông cậy dành cho chúng con ở trên trời, xin tỏ cho chúng con được biết sự yêu thương mà chúng con cảm chịu với Đức Thánh Linh. Xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con được đầy dạy về sự hiểu biết ý muốn của Ngài cùng mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho chúng con nên ở cách xứng đáng với Chúa, đừng đẹp lòng Ngài mọi đàng, nảy ra đủ các việc lành càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền phép vinh hiển, Ngài đã có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến chúng con có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng con khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng con rời qua nước con yêu dấu Ngài, trong con đó chúng con có sự cứu chuộc là sự tha tội. Vậy con cầu xin Đức Chúa Trời của sự trong cậy ban cho chúng con được đầy dậy mọi sự vui mừng và bình an trong đức tin, hầu nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trong cậy. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban lời Chúa cho chúng con. Lời Chúa là thần linh và là sự sống, lời Chúa là sức khỏe cho toàn gia cảnh của chúng con, lời Chúa là thuốc chữa bệnh cho chúng con. Chúng con công bố trong danh Chúa Giêsu, con hằng ở dưới bóng của Đấng Chí Toàn Năng, phải được hằng ở dưới bóng của Đấng Chí Cao. Con nói với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu con và là đồn lụy con, cũng là Đức Chúa Trời con. Con tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu con khỏi bầy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài và che chở con, và dưới cánh Ngài con sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái căn của con sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay sự tàn diệt phá hoại trong lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên con và muôn người sa ngã bên hữu con, trong tai họa đã chẳng đến gần con chỉ ngước mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì con là nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên là chẳng có tai họa xảy đến chúng con, chẳng có ôn dịch nào tới gần trại chúng con. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ con trong các đường lối con. Thiên sứ sẽ nâng con trên bàn tay mình, ở chân con vấp nhầm hòn đá chăng. Con sẽ bước đi trên sứ tử và rắn hổ mang, còn sứ tử tơ và con rắn con sẽ giải đạp dưới chân. Bởi vì con trìu mến Chúa nên Chúa sẽ giải cứu con, Chúa sẽ đặt con lên nơi cao bởi vì con biết danh Chúa. Trong kỳ gian truân con được kêu cầu Chúa, Chúa sẽ ở cùng con, giải cứu con và tôn vinh con. Chúa sẽ cho chúng con thỏa lòng sống lâu và chỉ cho chúng con thấy sự cứu rỗi của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con là người mà lời Chúa nói chúng con như vậy. Chúng con có những gì lời Chúa nói chúng con có. Chúng con đi đến nơi mà lời Chúa nói chúng con đi đến. Chúng con làm được mọi sự nhờ Chúa cứu thế ban sức mạnh cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng lên Chúa với lòng biết ơn và dâng thì giờ còn lại trong tay Chúa, và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong nắng quyền này. Chúa kính yêu ơi, con xin chào Chúa. Hãy dẫn dắt con trong ngày hôm nay. Cần những sự sống. Cảm tạ Ngài.